Xin chào tất cả các bạn. Ngày hôm nay mình rất vui được quay trở lại với các bạn trong video lần này, tiếp tục trong series review sản phẩm. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu đến các bạn một sản phẩm mới của máy chụp công Zonajax. Hiện tại thì trước mặt các bạn đang là máy X938C. Đây là phiên bản nâng cấp của dòng X938A mà mình đã giới thiệu trước đó. Thì bây giờ các bạn sẽ cùng với mình tìm hiểu về cái máy này sâu một chút nhé. Trước mặt của các bạn đang là hộp đựng sản phẩm của máy chấn công hãng Zonajax. Đây là model X938C. Đây các bạn có thể thấy ở đây, cái model này thì đã được cải tiến hơn rất nhiều so với cái model X628, được sử dụng nhiều ở các sân bay này, các cái khu biệt thự này, văn phòng này, khách sạn này, ở rất là nhiều nơi như nhà hàng hoặc ngân hàng. Sử dụng hệ điều hành Linux. Con chip sử dụng này thì nó được nâng cấp lên rồi, thì nó xử lý khá là nhanh. Máy được bọc các lớp xốp, tránh tình trạng va đập máy và không bị xước, cháy xước. Không thể thiếu đó là một bộ nguồn adapter đi kèm, đuổi nguồn. Cái này thì nó chỉ có 0.7A thôi các bạn nhé. À mình xin lỗi, đây là 12V 1.5A. Cái này còn chưa bằng một cái sạc điện thoại iPhone. Điện thoại của mình hiện tại đang sử dụng là sạc 2A, cái này chỉ có 1.5A thôi. Khá là tiết kiệm điện đúng không ạ? Ở đây mình có dây kết nối USB và các cái bộ vít nở của nhà sản xuất kèm theo cho một bộ máy như thế này. Rất là tiện lợi đúng không? Tiếp theo thì mình có sản phẩm máy chấn công này. Hãng không quên kèm theo tặng cho chúng ta một cái thẻ từ để chúng ta test hoặc là chúng ta sử dụng. Ồ, cái máy này thì có kích thước nó hầu hết về cái mặt trước ấy thì nó cũng có kích thước giống các máy chấm công khác thôi. Tuy nhiên thì máy này nó có cái bề dày, nó dày hơn và nó được thiết kế mình thấy là nó chắc chắn hơn, nó sẽ dày hơn các cái model khác này, các bạn thấy không? Ở đằng này thì nó có cái khe tản nhiệt rất là hợp lý. Mặt trước cũng có cái màn hình menu trực quan, các cái phím bấm này được thiết kế không được lồi lên mà nó sẽ phẳng luôn với lại cái mặt này đấy, các bạn thấy không, nó không hề lồi lên phím lên, hở nhìn nó rất là tương lai đúng không ạ, rất là đẹp. Phía trên này thì mình thấy có cái loa này, loa âm thanh để nó phản hồi khi chúng ta sử dụng ấy, nó đã phản hồi cho chúng ta biết là máy đang trong chế độ trạng thái như thế nào. Ở dưới này thì có mắt đọc vân tay này, tem tân phát. Phía dưới này thì mình thấy là có chân cắm nguồn này, chân kết nối với USB, cổng kết nối mạng LAN và một cái cổng COM. Máy thì có trọng lượng nặng hơn những cái model khác, mình thấy thế. Bởi vì bên trong này ấy, máy này có sử dụng tích hợp pin luôn các bạn nhé. Đây là pin của nó này, đây là pin của nó, mình bóc cho bạn xem luôn. Nó sử dụng pin giống như là pin điện thoại ấy. Trong quá trình sử dụng mà chẳng may cơ sở của chúng ta có bị mất điện thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, bởi vì cái model này nó đã trang bị luôn cả pin sử dụng rồi. Đấy, đây pin ở đây. Pin này thì có dung lượng là 2000 ampere giờ các bạn nhé. Đây này, các bạn có thể quan sát ở đây. Đây, 2000 ampere giờ, thời lượng sử dụng khá là lâu đúng không ạ? Mà nó không sử dụng giống như điện thoại ấy, bởi vì chúng ta không thao tác nó nhiều giống như điện thoại chúng ta cầm sử dụng liên tục. Nhưng cái sản phẩm này thì nó ở trong chế độ giống như chế độ chờ ấy, nên là cái pin này thì hoàn toàn sử dụng có thể rất là lâu, bởi vì nó những 2000 ampere giờ cơ mà. Bây giờ thì mình sẽ bật thử nó lên. Đây là phím nguồn. Đây mình sẽ bật thử lên. Nó lên rồi đây. Đây là hệ điều hành là Linux các bạn nhé. Hệ điều hành Linux của máy chấm công thôi, chứ không phải là hệ điều hành Linux của máy tính. Ừ.
cái video này mình sẽ giới thiệu luôn cho các bạn xem tham quan luôn cái màn hình menu của nó cũng như cái hệ điều hành của nó nhé. Vì những model khác thì nó sẽ không có điện nguồn nên mình không thể bật lên cho bạn xem được. Đây, màn hình chờ của nó thì nó có sử dụng hệ điều hành tiếng Việt này. Nó có giờ này, ngày, tháng này. Trạng thái sử dụng, tình trạng mạng này. Bây giờ mình sẽ thử vào menu của nó nhé. Đây, phần menu này. Ở đây đang yêu cầu xác nhận vân tay. Có nghĩa là muốn vào menu ấy thì phải có cái vân tay của người sử dụng, của người đăng ký ấy, chỉ có người quản trị mới có thể mở được cái vân tay này. Rất là tiếc là cái máy này lại đang bị đăng ký vân tay rồi. Xin vui lòng thử lại. Mình không phải là người đăng ký vân tay của máy này. Vậy nên mình lại không vào được cái menu bên trong, rất là tiếc. Mình sẽ làm một cái clip hướng dẫn sử dụng ấy thì nó sẽ vào được cái menu này chi tiết hơn ở các cái clip hướng dẫn sử dụng. Các bạn có thể xem ở các clip hướng dẫn sử dụng nhé. Rất xin lỗi các bạn. Bên cạnh đây thì mình thấy có đèn báo này. Khi mà chúng ta đưa vân tay vào đây, nếu như mà đúng vân tay của chúng ta thì nó sẽ nói là xin cảm ơn, nhưng mà nếu không đúng vân tay của chúng ta thì nó sẽ báo là xin vui lòng thử lại. Đó, các bạn thấy chưa? Rất là nhạy luôn này. Không đúng vân nó báo luôn, nó báo đỏ luôn. Phải đúng vân tay thì mới mở được cái menu này ra. Tại sao lại khóa như thế này? Mình sẽ nói cho các bạn nghe. Nếu như không khóa như thế này ấy, thì rất là khó. Vì ai cũng có thể truy cập vào cái máy này được và ai cũng có thể thay đổi các cái thông số, thông tin bên trong này được. Chính vì vậy mà nó sẽ làm thất thoát cái công cao của chúng ta. Chỉ có người quản trị mới có thể vào được thôi. Tránh tình trạng là chúng ta không có, lúc nào cũng có thể quan sát được máy ấy. Không nào không có thể trông máy được. Thì khi ở nhân viên của chúng ta với những cái bạn mà bạn hiểu biết một chút ấy, họ sẽ có thủ thuật là họ sẽ lấy vân tay cho người khác và lấy vân tay cái người khác đó vào tên của mình. Thì khi đó thì cái người khác vẫn có thể chấm công cho một cái người khác nữa đó, thì như thế. Thì mỗi người thì chúng ta chỉ lấy được 1 đến 2 vân tay thôi. Và chúng ta sẽ khóa lại, tránh tình trạng là sẽ có nhân viên vào để thay đổi các cái thông số đó. Đây là bộ sản phẩm full box, các bạn có thể xem qua. Đây là model máy chỉnh công Jordan Jack X938C vân tay RFID các bạn nhé. Giá của sản phẩm máy chỉnh công X938C của hãng Jordan Jack các bạn có thể tham khảo trên website tuanphat.com.vn hoặc siêu thị mạng số vay.vn. Cảm ơn các bạn đã theo các clip. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.